Kiều Lê cầu hôn Hoàng Thùy Linh, thêm một cặp đôi showbiz được chốt đơn. Hội bạn thân Kiều Lê, Hoàng Thùy Linh đồng loạt đăng tải khung ảnh cầu hôn lãng mạn kèm dòng chữ Marry Me, làm dấy lên nghi vấn thêm một cặp đôi đình đám sắp về chung nhà. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Kiều Lê cầu hôn Hoàng Thùy Linh. Cụ thể, vào chiều 15 tháng 2, loạt sao Vbiz gồm Minh Hằng, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Kiều Lê, Hoàng Thùy Linh đồng loạt đăng tải hình ảnh có chữ Marry Me, cưới anh nhé. Siêu to khổng lồ với bối cảnh lãng mạn trên bờ biển. Dù chưa rõ mục đích sau động thái chung của dàn sao Vbiz là gì, tuy nhiên cư dân mạng đều đặt giả thuyết Kiều Lê cầu hôn Hoàng Thùy Linh. Các tay chèo thuyền Kiều Lê, Hoàng Thùy Linh đã đưa ra các cơ sở chứng minh cho giả thuyết của mình, như những sao Vbiz đăng tải hình ảnh đều là nhóm bạn chơi chung, có mối quan hệ rất thân thiết với cặp đôi. Không những thế, ngay vào đêm Valentine, Kiều Lê đã đăng tải hình ảnh ôm một bó hoa hồng khá to, nở nụ cười rạng rỡ kèm dòng trạng thái ngọt ngào Make me feel so beautiful, ẩn ý tình yêu đã làm bản thân trở nên xinh đẹp, hoàn hảo hơn. Do đó, người hâm mộ cặp đôi Kiều Lê, Hoàng Thùy Linh cho rằng giọng ca Love Me More đã có một đêm Valentine vô cùng lãng mạn bên tình tiên đồn. Thế nhưng không lâu sau đó, Hoàng Thùy Linh chính thức đưa ra phản hồi về tin đồn này. Cụ thể, dưới bài đăng, Hoàng Thùy Linh đã để lại bình luận cho biết mình chỉ là khách mời đi tham gia buổi tiệc. Điều này cho thấy Hoàng Thùy Linh đã phủ đầu tin đồn được Kiều Lê cầu hôn. Mặc dù thường xuyên được khán giả đẩy thuyền, thế nhưng Hoàng Thùy Linh và Kiều Lê chưa một lần lên tiếng về tin đồn tình cảm. Điều này cũng không mấy quan trọng khi cả hai hiện tại vẫn có mối quan hệ tốt đẹp cùng sự nghiệp thành công, sự yêu thương từ khán giả. Trước đó, cặp đôi còn lộ hiên sống chung nhà. Cụ thể, tối ngày 15 tháng 9 năm 2021, trên story Instagram, Kiều Lê và Hoàng Thùy Linh đồng loạt đăng ảnh được bạn bè tặng hộp đồ chơi những bông hoa Lego xếp hình. Điều bất ngờ là cả hai bức ảnh được chụp cùng giống nhau từ không gian đến các chi tiết trong bức ảnh. Thông qua bức ảnh tuy hai mà một như thế này, cộng đồng mạng không khỏi phấn khích. Đây không phải lần đầu cặp đôi lộ hiên nghi vấn yêu đương. Trong suốt 2 năm vướng nghi vấn yêu nhau, Hoàng Thùy Linh và Kiều Lê thường xuyên bị bắt gặp đi du lịch chung, xuất hiện cùng địa điểm, đặc biệt còn cùng nhau sang cả trời Tây. Mỗi bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội dù đã cố chọn góc chụp khác, bối cảnh khác, nhưng với mắt của cộng đồng mạng, mọi thứ chẳng khó khăn để nhận ra những bức ảnh đều ở cùng một địa điểm. Được biết, Hoàng Thùy Linh bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Cô từng ghi dấu ấn với khán giả với vai diễn trong phim Nhật ký Vàng Anh. Sau những ồn ào không đáng có, cô vắng bóng một thời gian và chuyển hướng sang làm ca sĩ với loạt hit đình đám Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Bánh Trôi Nước, Duyên Âm. Thời điểm hiện tại, giọng ca Bánh Trôi Nước cũng dần trở lại đóng phim điện ảnh, phim truyền hình. Là một nghệ sĩ đa tài, ngoài ca hát làm MC, Kiều Lê còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, ca sĩ sinh năm 1991 đều ghi dấu ấn bởi vẻ cá tính mạnh mẽ đầy thu hút. Về đời tư, trước đó Kiều Lê nhận được sự quan tâm bởi tin đồn tình yêu đồng tính với hot girl Chibu và hiện tại là Hoàng Thùy Linh. Sau những đổ vỡ tình cảm trong quá khứ, người hâm mộ cũng không ngừng hy vọng cặp sao có thể tìm thấy niềm vui mới trong một quan hệ mới.